Ba mẹ con đi rồi, biết đi ngủ rồi. Ba mẹ con đi hái gao cả nhà. Ê, được rồi nha. Gao bên mình nó gọi là tỏi gấu á cả nhà. Kệ, đi tới dưới đi. Bên mình nó gọi là tỏi gấu, còn ở bên bên Pháp này gọi là lai đầy ruột á cả nhà. Mùa này á thì hái nó hơi bị trễ một tí xíu mà không sao. Kệ, hái vài lá thôi, hái vài lá để đi về ăn bánh xèo chiều nay cả nhà. Đó, thông thường á là nó nở hoa là đã trễ đó cả nhà. Mấy năm trước á là thi hái cây bông á, cái bắt đầu còn búp á, cái thi ngâm giấm ăn rất là ngon. Năm nay hơi bị trễ rồi nè. Thi xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú đã trở lại với kênh của Mỹ Thi Cuộc Sống Pháp. Này cả nhà, đây là tỏi gấu nè cả nhà. Tỏi gấu nó khác với cái hoa linh lan á, hoa linh lan nó khác nha. Mà linh lan á thì mình ăn không có được, nó có chất độc, còn tỏi gấu này ăn thoải mái không sao. Thì ở đây có kinh nghiệm mấy năm trời ăn cái này rồi. Đi về. Trời mưa quá trời luôn rồi cả nhà. Đi, đi về nhanh lên. Nhanh lên. Trời mưa quá à. Mấy mẹ con hái không có nhiều cả nhà, hái nhiêu đây đủ ăn bánh xèo rồi nè. Bây giờ đi về thôi cả nhà ơi. Cho cả nhà xem cái đường dừng lại cái đường chỗ anh xếp nha cả nhà. Thôi, con còn nhỏ lắm, con không có ngồi trên. Ê, ngồi dưới.
Còn đây á, là hoa bồ công anh nha cả nhà. Thi sẽ hái vài cái cọng hoa bồ công anh vô để ăn chung với bánh xèo. Mùa hè ở đây á, thì ở ngoài vườn mình có thể hái được vài cái loại rau mình có thể ăn được. Ừ, con chơi đi. Hoa bồ công anh này á, là anh Xếp anh lúc trước anh chỉ Thi làm xà lách ăn cá ngon lắm á cả nhà. Cái lá nó ăn hơi nhẫn nhẫn. Nếu mà ai không có ăn nhẫn được á, thì chắc ăn cái loại này không có được. Ở trong vườn của anh Xếp á, thì không có nhiều lắm, ít thôi. Hái mấy cái loại mà rau dại này ăn á, thì mình tránh hái ở cặp cái đường đi. Tại vì cặp đường đi á, thì chó nó hay đái á cả nhà. Nó đái lên á, dơ lắm. Trong vườn nhà Thi á, thì an toàn, vườn của Thi á, thì không có con vật nó đi ra ngoài vườn chơi, thành ra an tâm. Đó, mấy cái lá này non hết sức luôn nè. Hái rau vậy cái nhớ lại cái cảnh mà hồi xưa ở Việt Nam hái rau dại ở trong vườn á. Ở bên đây á, mà nó trời nó đẹp mà luôn, khi nào cũng giống như mùa hè vậy không á, thì rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Có điều á, mùa hè rất là ít. Ồ, cái này nó non nè. Mình ngắt mà nó re nó cọc 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 á, là nó non lắm. Trong vườn á, thì anh Xếp anh cắt cỏ rồi đó cả nhà, thành ra mấy cái bông này nó không có còn nhiều. Anh cắt hết trơn rồi. Chưa, trời ơi, có cái cây bông của công anh này tốt quá trời luôn. Đợi mẹ ăn cái mẹ hái cái coi, trời nó to, to kinh khủng quá. Nè cái cây này nè, nó to quá trời to, ngon quá. Ui, ông bà Moses á. Mình có ăn có một lần nè. Trời ơi, to quá. Trời ơi, lá nào lá nấy nó to khủng khiếp luôn. Xếp anh nói cái cây thông á cả nhà, ăn được cái lá non ăn được, nó ông thử nè, ông thấy trên mạng tu es sûr ou pas, si pas sûr tu manges hả, si pas sûr tu manges pas hả, sinon tu vas mourir. Rồi ông thử, ông không biết chính xác hay không, coi ở trên mạng xong rồi ăn chết ngắt. Non. Je ne vais pas mourir à tôt. Ben, c'est comme maintenant je suis encore jeune. Comme ça. C'est pas la marque là. Il faut parler avec Christophe. Quoi?
Vous coupez ça. Oui, il a dit 100 euros par mètre. Ở sau nhà anh Sếp có cái cây thông này rất là to và cao nè cả nhà. Trong hè này là phải cắt bỏ tại vì nó cao quá, nó mà ở kế gần nhà đó cả nhà. Thì lỡ mà có gió sợ nó bị ngã đó. Thành ra là phải cắt, cắt với ông hàng xóm. Ở bên đây mà chi phí cắt nguyên cái cây này á cả nhà, cả 500 euro đó. À, tu vas où? Il n'y a pas la nourriture dans la cave. Ah, t'as caché. Non, c'est pour faire des chats. J'attends mon colis, il va arriver. Ah oui, oui, oui. Ok, bây giờ mình đi cho cá ăn thôi cả nhà ơi. Bây giờ cá vào đầu mùa xuân á là bắt đầu nó sẽ giống như nó ngủ đông dậy đó cả nhà. Là bắt đầu là mình có thể cho cá ăn được rồi. Ô. Oui, mais on peut pas. Ôi, tại vì ba mua đồ ăn cho cá mà chưa có giao hàng. Sau mùa đông là nó tỉnh dậy đó cả nhà, bắt đầu là nó hoạt động lại, bắt đầu nó ăn lại đó. Lúc trước là mấy tháng mùa đông á là hoàn toàn á là nó ngủ đông á cả nhà. Ngủ đông là nó không có bơi gì hết trơn á. Trời ơi, nhìn con cô ba kìa. Ba cho cái ghế này kìa. T'as déjà donné? Oui. Ça va. Oui, quand j'ai plus de croquettes. Si j'avais pas, t'avais des poissons. Papa, c'est toi qui as construit la maison où t'as acheté? Hein? C'est toi qui as construit la maison où t'as acheté? J'ai travaillé ta. Được rồi nha. Mấy cây cỏ này nè cả nhà. Mùa xuân nó bắt đầu là nó mọc lại nè. Nguyên cái hệ thống máy của anh Sếp á là bắt đầu vào mùa xuân á. Đầu mùa xuân là bắt đầu ảnh khởi động lại cho nó chạy nè cả nhà. Ok. Đi qua sọt đánh thử coi nó có ngoài sọt đâu. Cẩn thận xe nha. Nó hai đứa đi qua nhà hàng xóm để rủ con trai của hàng xóm đi chơi đó cả nhà, mà không biết nó có ở ngoài sân hay không nữa. Ở gần đây có cậu bé đó, hình như 11 tuổi. Cũng cỡ trạng trạng con trai của Thi á. Xe của anh Sếp nó nằm ở đây chắc cũng gần một năm trời rồi, kêu ổng bán mà ổng chưa bán, cũng để hoài nó hư hết. Peut-être demain je vais laver ma voiture. Puis celui-là il est pas mort. Oui. Mais celui-là je suis pas sûr que tu connais mieux. Peut-être, hein? Ça arrive, hein? Oui. Quelle en forme? Oui. Il a le soleil, il faut profiter. Ah, mais il fait gris. T'as vu? Có thể là trời sẽ mưa. Quoi? Oui. Okay, oui. Tu vois, on va en avoir pas mal cette année. Ouais. Je pense, hein. Tout sec dedans. Pas oui, sec. Mais un petit peu quand même. Oh. On verra. Mais je pense pas. Il est vivant. On va laisser juste encore cette année. Ça va pas. Oui. Ah bon. Nó tìm được bạn rồi đó cả nhà. Cái thằng kia nó 10, hình như 11 tuổi mà nó nhỏ cỡ con trai của Thi à. Ê, chê. Une grand pas.
Je sais pas si c'est quoi ça. C'est des légumes ou pas? Hein? Oui. Ça là? Oui. Je sais pas. Mais avant, jamais vu. Je sais pas c'est quoi. Ici, il doit y avoir de la menthe là quelque part normalement. Oui, mais il ne pousse pas encore normalement ici. Mais c'est bizarre. Juste comme maintenant, on n'a pas vu de menthe. Non. Mais légumes, t'as vu? Ça, on peut manger là. Mais ça, c'est tes légumes, ça. Ah oui, c'est ça. Cái này là ngải cứu nè cả nhà. Đó, ngải cứu đó. Ngải cứu này ăn với bánh xèo được nè. Oui, je sais, mais jamais manger, mélanger avec l'autre plant. Des fois, on mélange avec l'autre plant, on va devenir comme le poisson. Si, si. On va goûter quand même. Hein. C'est la vie. Hein. Si on va mourir, c'est-à-dire on va mourir. Thì nói với anh Zep thì không biết ăn chung với mấy loại rau khác nó có độc hay không nữa cả nhà. Cái này là ngải cứu á. Kệ ăn thử đi. Có chết thì chết chung không sao. Oui, Thi có trồng kha rau diếp cá nữa. Nông làm sao sao? Rau diếp cá nữa cả nhà mà chẳng thấy nó không có mọc lên chắc nó chết ngắt rồi. Có nắng lên tí xíu thôi mà đẹp đây nè cả nhà. Thì với anh Xếp có trồng mấy cây bơm ở trong vườn á cả nhà. Mà không bao giờ mà thấy nó lớn. Nó cùng một cái kích thước à. Hình như trồng xí. Ông đã planté được bao nhiêu đồ tông? Ủy? 200? Ủy? Plus? Được bao Ah, avant tu... Ah bon? Moi je pense avec moi. Ah non? Ah oui, d'accord. Du coup, vous avez planté combien? 4? 3. À 3, mais ils sont... Un ici que j'ai trop roulé dessus avec la voiture, il est cassé. Oui. Celui-là. Et celui-là. Oh. Trời ơi, ông trồng bơm mà ông phát cỏ, ông cắt cỏ, ông cắt luôn nè cả nhà. La tondeuse dessus, c'est un... Oui. Il pousse jamais, je suis sûr. Ah, d'abord, j'attends que le tronc il est gros comme ça, après je laisse pousser. Ça c'est technique. Cắt là cả nhà chuỗi lũi trơn. Lộn rồi cả nhà, này không phải Thi với ảnh chồng. Ông chồng với bạn gái trước của ổng á. Cái cây này thì còn sống một tí xíu nè. Trồng 3-4 cây với bà chết hết rồi. Et l'autre premier. Mais ça c'est naturel, hein? Oui, des pommes. Ils poussent tout seul. C'est pas que toi qui plantes. Si, ils sont ici avant. Quand j'ai coupé ça là. Ça c'était un pommier. Ah, d'accord. Đây là cây bơm nè cả nhà. Cây bơm rừng á. Rất là ngon. Ah, c'est la première fois j'ai vu des fleurs, des pommes. Oui, mais c'est... Ils sont jolies. Nó, cái nó có hoa nè cả nhà. Nhìn giống như hoa đào đẹp quá ha. Lần đầu tiên mà Thi thấy cái hoa của cây pom á. Thi xin tạm dừng video tại đây. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nếu thích video, cả nhà cho Thi xin một nút thích và nhớ đăng ký theo dõi kênh của Thi để xem ngày mai Thi nấu món gì nha cả nhà.